trở lại cùng với các bạn ở kênh Học Văn Chị Hiên. Hôm vừa rồi thì chị có bắt đầu tập tành làm một cái vlog nói về việc là câu chuyện mà chị đến với môn văn kỳ diệu như thế nào, và chị đã nhận được phản hồi rất là tích cực từ các bạn ở trong cái phần video đó. Thế nên ngày hôm nay chị quyết định sẽ làm một cái video tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau nói về chủ đề đó là nghề chọn mình hay mình chọn nghề. Có thể đối với các bạn bây giờ thì đại học giống như là một cái viễn cảnh vô cùng là tươi đẹp. Và các bạn nghĩ rằng là chỉ cần bản thân các bạn học được ngành, học được trường mà các bạn mong muốn thôi là chắc chắn các bạn sẽ có thể làm được nghề mà các bạn nhìn thấy ở trên TV, làm được nghề mà các bạn nhìn thấy những người xung quanh các bạn đang làm, thần tượng của các bạn. Nhưng mà thật ra thì thực tế đáng buồn là không phải như vậy. Rất là nhiều bạn đặt câu hỏi cho chị ơi, đối với nghề nghiệp thì nghề chọn mình hay là mình chọn nghề? Tại vì em vẫn thường nghe có anh chị thì bảo là mình có thể chọn được nghề mà mình mong muốn, nhưng cũng có anh chị thì bảo là suy cho cùng thì mọi sự cố gắng đều là nghề sẽ chọn mình thôi. Giống như chị chia sẻ câu chuyện của mình như thế này. Thật ra thì xuất phát điểm của chị không phải là một người làm về văn và dạy về văn. Ngay từ lúc đầu ấy, khi mà thi đại học, mặc dù là bố mẹ chị đã rất là cương quyết nói với chị rằng là con hãy thi sư phạm đi, nhưng mà bản thân chị thì lại không mong muốn điều đó. Và đó là lý do tại sao mà chị lại học ngành truyền thông chứ không phải là học về sư phạm, tức là không phải là công việc mà chị đang làm bây giờ. Thời gian đầu khi mà lên đến đại học thì chị cũng bắt đầu lao và đi làm thêm luôn, và làm đúng cái ngành mà mình lựa chọn luôn. Có nghĩa là lúc đấy ấy, chị cũng đi làm thêm ở công ty du học của Nhật này, sau đó thì làm thêm ở một cái công ty truyền thông này. Nhưng mà nói chung là tất cả những cái công việc của chị ấy đều là xoay quanh công việc truyền thông, và nó cực kỳ là phù hợp với ngành mà chị đang học lúc bấy giờ. Thì kiểu cảm giác rất là hạnh phúc ấy, tại vì là mình kiểu vượt qua được những cái rào cản của bố mẹ, mình đã thi được vào ngôi trường mà mình mong muốn này, mình đã gọi là học được ngành mà mình mong muốn này. Thế nên là cảm giác rất là hạnh phúc, cực kỳ là hạnh phúc luôn ấy, thực sự. Nhưng mà không ngờ rằng là mình cũng đã có khoảng thời gian là gần 4 năm để làm về truyền thông rồi, chứ không phải là ít gì. Vậy mà cuối cùng mình lại rẽ sang một cái bước ngoặt khác. Thế nên mới nói, đôi khi là mình cố tình chọn một cái nghề nghiệp gì đấy thì sau đó nghề lại lựa chọn mình hay là chăng? Sau đó thì vào năm 3 đại học, chị bắt đầu gọi là tập tành phát trực tiếp ở trên Facebook ấy. Ở cái thời điểm đấy thì không hiểu tại vì sao mà các bạn trong cái năm học đấy, các bạn ấy lại cực kỳ là yêu quý chị. Tức là cứ mỗi cái bài chị giảng ấy phải được mấy chục nghìn lượt xem luôn ấy. Chị nhớ là có những cái đoạn cao điểm là chị còn được khoảng hơn 100.000 lượt xem cơ ở trên Facebook ấy. Và chị cảm thấy kiểu cực kỳ là sốc và cực kỳ là bị choáng về cái điều mà mình đã làm được ấy. Mặc dù trước đó, ngay từ năm nhất khi mà lên đại học cái là chị đã gọi là lao vào để đi gia sư luôn rồi. Ngày xưa thì chị cũng có dạy ôn thi lớp 9 cho một số anh chị em ở trong nhà thôi, chứ cũng không phải là làm kiểu ý là chỉ là dạy như thế thôi, chứ cũng không phải là chuyên nghiệp ấy. Đó, thì trong cái quá trình mà chị đi học ở trên sinh viên, chị cũng đi dạy gia sư thêm. Và các em có biết không, sau khi ra trường, công việc đầu tiên mà chị làm là gì? Công việc đầu tiên mà chị làm, chị vẫn lựa chọn một công ty truyền thông để chị làm. Và chị đã làm ở công ty truyền thông đó chắc là khoảng tầm hơn nửa năm. Hình như là hơn nửa năm thì phải. Mặc dù là công việc của chị ở công ty truyền thông thì rất là tốt, và chị cũng cảm thấy rằng là nếu như bản thân mình mà tiếp tục làm thì mình sẽ có rất là nhiều cơ hội để thăng tiến. Nhưng mà sau đó thì mặc dù là khi mà đi làm nhá, thì chị vẫn song song là chị vẫn đi dạy, tức là đi làm tầm 5 rưỡi về thì 5 rưỡi chị sẽ đi xe từ công ty về. Lúc đấy chị có thuê một cái phòng riêng để dạy, thì chị vẫn tiếp tục dạy và chị vẫn tiếp tục túc tắc bán sách đấy, để nuôi cái đam mê của mình và cái điều mà mình thích thôi. Thì lúc đó chị vẫn làm ở công ty truyền thông, nhưng mà sau đó thì chị đã quyết định là mình sẽ nghỉ việc ở bên đó để mình tập trung làm cái dự án này. Và đến thời điểm hiện tại thì chị cực kỳ hài lòng về những gì mà bản thân mình đã làm được đối với dự án Học Văn Chị Hiên. Chị hiểu một điều rằng là thế nào là nghề chọn mình và thế nào là mình chọn nghề. Thật ra là cuộc sống này khi mà lên đến đại học và
khi mà chúng ta ngày càng trưởng thành dần thì các bạn sẽ thấy là cái ước mơ mong muốn về nghề nghiệp của các bạn rồi sẽ thay đổi theo thời gian. Có nghĩa là lúc này thì các em mong ước, ngày xưa chị đã từng mong ước là mình sẽ trở thành một MC truyền hình, mình có thể làm ở đài truyền hình Việt Nam. Nhưng mà chị không hiểu tại sao khi mà lên đến học đại học thì cái ước mơ đấy của chị không còn nữa, mặc dù ngày trước chị đã rất đam mê và chị đã cương quyết không nghe theo lời bố mẹ là nhất định con phải thi báo chí để con thực hiện ước mơ của mình. Nhưng mà sau đấy thì ước mơ của chị bị thay đổi ấy. Lúc mà khi lên đến đại học thì chị chỉ muốn là mình chỉ cần là mình được làm ở một cái công ty truyền thông thôi là mình đã rất là vui với cái điều đấy rồi. Và mình không còn mơ mộng về cái việc là tôi nhất định phải làm trở thành một MC truyền hình nữa. Bởi vì bản thân mình cảm thấy rằng là thì ra cái nghề nghiệp mà mình mơ ước nó lại không phù hợp với bản thân mình. Thế nên là từ lúc đấy ước mơ cứ dần dần thay đổi. Và chị không ngừng tìm tòi xem là mình thực sự phù hợp với cái gì. Và may mắn là chị đã tìm được điều mà mình phù hợp và tìm được nghề nghiệp mà mình phù hợp. Chị nghĩ rằng là đến với việc dạy văn nó cũng là một cái duyên. Đến với cái công việc mà giúp cho các bạn ngày càng tốt lên và yêu thêm môn văn đó cũng là một cái duyên. Và chị cảm thấy rằng là điều chị đang làm là đúng. Chị đã dám từ bỏ để lựa chọn cái nghề nghiệp mà ngay từ ban đầu chị đã không lựa chọn nó, đúng không? Chị đã dám từ bỏ một công việc đang rất là ổn định để chuyển về làm cái mà bản thân mình nghĩ rằng là mình có thể làm được. Các em không thể tưởng tượng được đâu, là khi mà chị nghỉ ở công ty ấy, và sau đó thì chị bắt đầu thuê phòng, chị bắt đầu mua bàn ghế, tức là set up một cái lớp học, làm tất cả mọi thứ ấy. Chị đã phải gánh một cái khoản nợ mà đối với một cái sinh viên ra trường, chị nghĩ là bởi vì chị cũng không phải là gia đình, chị cũng không có điều kiện gì, thế nên là chị đã phải gánh một cái khoản nợ chừng khoảng 100 triệu gì đấy. Đối với nhiều người thì đó chỉ là một cái con số rất là nhỏ thôi, nhưng đối với một sinh viên ra trường giống như chị, mới ra trường giống như chị thì đó là một cái, tức là nó rất là lớn đấy. Nhưng mà chị đã có niềm tin vào bản thân mình đã làm được. Chị đã chọn đúng nghề của mình. Và chị biết rằng là thật ra nhiều người cứ nói rằng là nghề chọn mình, nhưng mà thật ra cũng phải do mình chọn nghề nữa thì mình mới có thể làm được điều đó. Sau đó thì cái khoản nợ to đùng ở trên đầu, chị đã làm việc và làm việc, để đến bây giờ chị có được những cái thứ nhỏ bé đầu tiên. Khoản nợ đã trả hết và mọi thứ đã trở về với một cái cuộc sống rất là thoải mái và rất là bình yên. Bây giờ thì bản thân mình chỉ cần cố gắng tốt hơn để ngày càng yêu nghề, yêu công việc mà mình đang làm hơn thôi. Thì chị nghĩ rằng là đối với việc học đúng ngành, đúng trường, nó sẽ là một cái bước đệm rất là quan trọng cho các em, để các em có thể làm được công việc mà các em mong muốn. Nhưng mà chỉ có một cái điều mà chị muốn gửi đến các bạn, đó chính là ước mơ của chúng mình chắc chắn rồi sẽ thay đổi khi mà chúng mình phải va chạm với môi trường và va chạm với rất là nhiều thứ ở xung quanh chúng ta. Thế nên là đừng dại gì mà huyễn hoặc đừng dại gì mà khiến cho bản thân mình cứ phải mù quáng lao theo một thứ gì đó mà chúng ta coi đó là lý tưởng, coi đó là niềm đam mê và coi đó là nghề nghiệp mà nhất định chúng ta phải làm. Các em ơi, cuộc sống này không có gì nhất định cả, tất cả mọi thứ chỉ là tương đối thôi. Những con đường, những kế hoạch mà mình vạch ra chưa chắc nó đã là cái con đường mà kế hoạch sau này mình sẽ đi. Và bản thân chị là một ví dụ điển hình. Thế nhưng đến một thời điểm nào đó, khi chúng ta đã lựa chọn được nghề phù hợp và nghề cũng đã lôi chúng ta đến với cái nghề nghiệp đó rồi, thì các em sẽ cảm thấy một điều rằng chúng ta rất may mắn. Bởi vì chúng ta vừa chọn được nghề mà chúng ta phù hợp, nhưng chúng ta cũng được nghề ưu ái dành cho mình một cái chỗ đứng ở trong nghề nghiệp đó. Thế nên là các bạn ơi, nếu như mà các em vẫn còn đang băn khoăn về nghề nghiệp thì chị nghĩ rằng là đây sẽ không phải là thời gian để chúng mình băn khoăn về nghề nghiệp đâu. Mà thời gian bây giờ là thời gian để chúng ta chuẩn bị tốt nhất tất cả mọi thứ để sẵn sàng cho một cái cuộc trường chinh gian khổ, để chuẩn bị chinh phục kỳ thi đại học đã. Thế nên đừng quá áp lực về việc là em nhất định phải đỗ trường này, phải đỗ ngành này. Bởi vì chúng ta có rất là nhiều cách để chọn được nghề mà chúng ta mong muốn. Và chị cũng nghĩ rằng là nghề mà các em mong muốn ở thời điểm hiện tại chưa chắc đã là nghề mà các em thích sau khi mà các em trải qua nhiều thứ và sau khi mà các em đón nhận nhiều thứ hơn vào cuộc sống của mình, được không nào? Trong video clip ngày hôm nay, đó là một số những cái điều nho nhỏ mà chị muốn chia sẻ cùng với các bạn. Tất nhiên là có rất là nhiều những cái chủ đề thú vị và hay ho nữa chị cũng muốn chia sẻ với các em,
Nhưng mà chị mong rằng là các bạn sẽ ủng hộ những cái video clip như thế này bằng cách là nhấn nút like này, subscribe này và bình luận những cái chủ đề mà Cây muốn chúng ta sẽ bàn luận với nhau nhé. Còn tất nhiên rồi, đại học sẽ là một cái khoảng trời rất là rộng mở, và việc hạnh phúc nhất đó chính là việc mà chúng ta được làm nghề mà mình yêu. Chị tin rằng là nếu như mà các bạn có đầy đủ nhiệt huyết, nếu như mà các bạn có đầy đủ niềm tin và nếu như mà các bạn có đầy đủ sức mạnh thì chắc chắn tất cả những cái điều tuyệt vời sẽ đến với các em, và chắc chắn là các em sẽ làm được nghề mà các bạn mong muốn. Còn tất nhiên rồi, nghề mà mình mong muốn thì cũng phải phù hợp với khả năng của bản thân mình nữa, đúng không? Nên chị chúc cho các bạn là sẽ ngày càng hoàn thiện bản thân mình ưu tú hơn để có thể làm được công việc mà các em mong muốn, công việc mà các em chọn, và công việc đó cũng sẽ lựa chọn các em. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip tiếp theo.